Hello, mọi người, bây giờ mình sẽ làm photoshoot ở ngoài đường. Thì chắc mọi người hỏi là nói là mình là người Na Uy rất là giàu cho nên mình chụp hình rất là đẹp. Nhưng mà hồi xưa mình là một người học sinh rất là nghèo á, cho nên mình phải kiếm mấy cái cách để mà low budget. Cho nên bây giờ mình sẽ chỉ photoshoot mà ít tiền. Tại vì có nhiều người nói là nếu như mình có nhiều tiền như vậy thì tất nhiên mình sẽ làm giỏi. Nhưng mà mình nghĩ lúc mà mình nghèo nhất mình sẽ làm giỏi nhất. Tại vì lúc đó mình phải kiếm mấy cái cách làm sao mà làm photoshoot mà cho nó ít tiền. Cái này là một cái background màu trắng, nhưng mà mọi người nhìn thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà cái background này nếu mọi người không có tiền để mua á, mà làm học sinh á, là cái này là cái màn bình thường ở Na Uy chỉ có 200 đồng tiền Na Uy, là chắc 20 đô la tiền America. Cũng không biết ở Việt Nam nó bán cái này bao nhiêu. Nhưng mà cái này á, là một cái màn bình thường á, màu trắng nhưng mà nó hơi mập chút xíu, không phải cái mỏng á. Mình lấy cái mà mình thấy rất là dày á, cho nên mình sẽ xài cái này giống như một cái background. Cái này là cái photo shoot cho một cái budget là rất là rẻ tiền, là mình sẽ chỉ cách nè. Thì nếu mọi người á, hồi xưa mình không có tiền á, mình mua cái này mình mua không nổi. Cái này là chỉ có 50 đô, mình mua cái mà rẻ nhất á, tại vì cái này mình xài lúc mà cần thiết thôi, chứ bình thường thì mình không có xài studio, chứ mình không có thích chụp hình studio, mình thích chụp hình street style. Nhưng mà nếu mọi người là học sinh mà không có tiền để mua mấy cái đó á, thì hồi xưa mình lấy cái này nè, mình gắn nó giống như hồi nãy vậy á, mình gắn nó lên một cái cục phơi đồ đây. Mình gắn nó, mọi người hồi nãy mới thấy là nó đứng lên rồi phải không? Mình gắn nó lên một cái cục phơi đồ, xong mình phải chờ 12 giờ hay là mấy giờ cho ánh sáng nó vô cái chỗ đó, là mình chờ, lúc đó mình kêu bạn mình qua để chụp hình. Cho nên mọi người đừng có nghĩ là giống như mình không có tiền là mình làm không có nổi. Lúc mà mình không có tiền á, mình làm nổi, mình thấy nó rất là vui luôn á, tại cái resort nó rất là đẹp. Cho nên bây giờ mình không có thời giờ để chờ nắng tới 4 giờ mới chụp hình ở bên đó, cho nên mình lấy ra cái studio của mình. Tại vì chị Hồng thì không có ở đây lâu lắm cho nên không có nhiều thời giờ, thì mình phải chụp hình bây giờ. Ok, mọi người có hiểu gì không? Tại vì mình đang nói về photography, mình không có giải thích giỏi lắm. Tại vì mấy cái tiếng này mình không có xài lúc mà mình nói chuyện với má, cho nên nó hơi khó giải thích nha. Đây là lỡ có chuyện gì gió thổi á là nó không có té xuống. Tại vì bây giờ mình đứng ở ngoài đường nó sẽ có gió, cho nên đây là mình xài hai bao gạo với mấy cái dumbbell để đi workout á, là cái này là 4 kg rồi đó, cho nó đứng, cho nó vững, cho nên gió thổi nó an toàn. Ok, hello mọi người, welcome back to my channel. Lâu ngày quá mình không gặp phải không? Cái tay của mình bây giờ đang dưỡng xong rồi đó, cho nên mình có thể làm YouTube từng chút. Mấy tháng nay mình không có làm YouTube là lý do cái tay của mình chưa có ổn á, nhưng mà bây giờ thì mình có thể ngồi trong điện tử 1 tiếng đồng hồ trong một ngày, chứ hồi xưa thì mình không có được xài cái gì hết. Bữa nay thì mình muốn nói về photography với cái concept của photography với lại người mẫu của mình là chị Hồng. Đây là cái result mà mình mới chụp. Mọi người có thấy hình nó rất là đẹp, nhưng mà cái concept rất là đơn giản. Như mọi người chắc tưởng tượng là mình đang đứng ở trong studio, nhưng mà cái này là cái photography trong budget, mình đang đứng ở ngoài đường. Nhưng mà ánh sáng nó giống như give cái feeling là mình ở trong một cái studio rất là mắc tiền. Cái concept của cái photoshoot bữa nay là girl boss. Tại vì bình thường chị Hồng rất là dễ thương, rất là soft, rất là công chúa, cho nên chị Hồng không có muốn làm công chúa nữa. Chị Hồng muốn làm một người mà ngầu ngầu chút xíu, là bằng tiếng Anh kêu bằng girl boss. Cái quần áo mà chị Hồng đang mặc là quần áo của mình, với lại mình đã mua vài ba cái quần áo cho nó match cái concept. Nếu mọi người mà đang coi cái video này á, mà mấy đứa trẻ mà không có nhiều tiền chứ không có nhiều resource á, thì lúc mà mình muốn làm một người photography á, thì mình không có cần rất là nhiều. Bây giờ mình có iPhone á, iPhone chụp rất là lợi hại hơn cái camera mà mình có 10 năm trước hay là 20 năm trước. Nếu mọi người muốn làm một người photography á, thì mọi người đừng có nghĩ là mình cần mấy cái đồ mắc tiền, mà hình của mình sẽ có kết quả rất là đẹp. Mọi người, bây giờ mình sẽ nãy mình làm đứng mà quay phim nhiều lắm, bây giờ thì mình sẽ làm một cái nằm. Thì mình đã kéo cái đồ màu trắng xuống á chút xíu thôi, xong rồi mình là không phải người mẫu cho nên nhìn không đẹp. Nhưng mà chị Hồng sẽ nằm ở đó, xong mình sẽ chụp ở đó.
Ok, mọi người thấy cái kết quả này trong hình này ra sao? Cái này là một cái concept rất là rẻ tiền luôn á. Là mình mua một cái màn $20 là mình bỏ nó xuống đất. Nghĩa là mình xài ánh sáng của mặt trời để stimulate light. Cho nên mình chụp mấy cái hình này giống như mình đang đứng trong một cái studio rất là lớn. Tại vì cái ánh sáng nó rất là đẹp. Cho nên nếu mọi người có cơ hội á, mà muốn làm photography thì mọi người có thể thử cái concept này trước nhất. Tại vì cái concept này là rẻ nhất. Với lại mình phải có một cái idea of styling. Quần áo nào để nhìn cho nó mắc tiền, hay là quần áo nào mình mua rẻ tiền nhưng mà mình làm cho nó nhìn rất là expensive. Cái đó là eye for detail. Không phải quần áo nào là mình làm cũng đẹp hết. Mình sẽ mai mốt nếu mình có kinh nghiệm á thì mình sẽ biết cái material của cái áo này thì lúc mà mình chụp hình nó rất là bóng, hay là cái material của cái áo này nó hơi mờ mờ chút xíu thì nó nhìn rất là mắc. Ok, hello mọi người, đây là chị Hồng. Bây giờ mình sẽ làm một cái video nói là nếu mình không có một người mẫu á thì mình phải kiếm một người bình thường. Xong rồi mình phải giống như là cái gì chị Hồng? Practice. Tập luyện. Mình phải kiếm một người bình thường để tập luyện, để chụp hình cho nó giỏi. Thì cái này là mình làm một cái ví dụ, nếu mình không có người mẫu á thì mình kiếm một người bình thường mình tập luyện cũng được, nó cũng có success. Tại vì mình làm chụp hình một người bình thường khó hơn người mẫu, tại người mẫu có iPhone. Bây giờ mình chơi cho học nhiều quá, nhưng mà mình không phải chơi cho học, mình chỉ có giải thích cho mấy đứa mà muốn tự học chụp hình á nhưng mà không có kinh nghiệm á thì nó sẽ làm sao. Thì cái này là bước số 1, là mình sẽ mướn một người bình thường, also mình sẽ chụp hình cái người bình thường đó là chị Hồng bữa nay. Xong rồi mình sẽ chỉ cái technique làm sao người bình thường sẽ hãnh diện giống như một người model. Tại vì cái người chụp hình á phải giúp đỡ cái người model rất là nhiều. Cho nên lúc mà có nhiều người đi chụp hình á nói trời chụp hình sao mắc tiền quá, nhưng mà cái photography là phải capture cái moment á. Cái moment là rất là quan trọng. Cho nên bây giờ chị Hồng không có modeling. Cái moment là cái khoảnh khắc. Cái khoảnh khắc. Không biết cái đó mình không hiểu. Nhưng mà cái moment là giống như bây giờ mình sẽ chỉ chị Hồng làm sao mình sẽ capture cái moment cho chị Hồng nha. Thì bây giờ chị Hồng đã đem theo vào ba outfit. Bây giờ mình sẽ chỉ làm sao chị Hồng sẽ pose đó. Cái location bữa nay là chị Hồng muốn romantic, cho nên mình đã lấy rất là nhiều bông qua, với lại rất là nhiều cỏ. Tại vì mấy cái outfit của chị Hồng là có nhiều bông, với lại very very cute. Cho nên chị Hồng một hồi sẽ làm cute bây giờ, xong rồi một hồi nữa thì làm business. Ok, chị Hồng ready? Yes. Chị Hồng có mặc sùi brille không? Ôi chết rồi. Chết quá, sùi brille rồi. Trong xe rồi. Oh no, khỏi sùi brille. Ok, bây giờ cái này là mình sẽ đứng trước đây. Okay. Tại vì chị Hồng muốn romantic. Thì bây giờ nếu chị Hồng đứng lên như vậy á thì chị Hồng sẽ không có cao nhiều lắm. Tại vì cỏ nó sẽ ăn cái chân của chị Hồng. Cho nên vì chị Hồng phải làm cái gì để mình capture là chị Hồng phải đi qua đi lại, không có đi thẳng. Chị Hồng phải đi diagonal. Nếu chị Hồng đi thẳng thì đi thẳng như vậy đó là chị Hồng sẽ rất là cục. Cho nên chị Hồng phải đi diagonal. Giống như một cái feet không tiên sống, nhưng mà chị Hồng đi chính giữa là cái chân nó sẽ dài hơn bình thường. Diagonal. Cho nên chị Hồng phải đi từ bên đây nè. Lúc mà mình chụp hình chị Hồng phải đi từ cái màu hồng, bông màu hồng đó. Xong rồi diagonal qua mình ở bên đây nè, là cho cái chân của chị Hồng nó dài. Chứ bây giờ nếu người mẫu hay là người bình thường đi thẳng á, nó sẽ cục hơn. Cho nên mình phải dạy mấy người model thế đi diagonal. Vì bây giờ đi chị Hồng đi một vòng nha. Đó, chị Hồng đi rất là cẩn thận. Lúc mà mình làm người mẫu không có đi cẩn thận. Okay. Chị Hồng phải đi rất là mạnh tay. Tại vì lúc mà chị Hồng đi street style á, người ta đi rất là mạnh tay cho nó đi rất là natural. Chị Hồng với hai cái tay, hai cái chân, gió một nữa do gì đó. Thì một lần nữa. Thì một lần nữa mà nhìn á thì chị Hồng phải nhìn thẳng diagonal luôn á. Xong rồi nhìn lên cho cái mặt nó không có mở. Đó là up down, không có thẳng nhiều quá, xuống chút xíu nó up lip. Also đi thẳng, also diagonal. Tay chân phải rất là do bự hơn nữa. Bend over đi lên. Đó như vậy á. Đi thì quay phim rất là kỳ, nhưng mà lúc mà mình chụp hình thì rất là đẹp. Okay, bây giờ mình sẽ thử này, bây giờ mình sẽ chụp hình. Chị Hồng giới thiệu cho Hồng cũng được. Chị Hồng nói gì vậy? Nói lên YouTube, hello. Hello YouTube, mình là Hồng, là chị và con của Minh. Yeah. Thì hôm nay mình được có dịp đi chơi. Chị Hồng rất là giàu, trả mình 30.000 tiền Việt Nam. Bình thường á là mình rất là mắc, nhưng mà lần này mình làm discount. Là chị Hồng phải đi giống như hồi nãy đúng không? Dạ, nhưng mà chị Hồng phải
Ok, cái này là ngày số 2, cái này là concept soft style, là ý nghĩa kiểu chị Hồng thích là kiểu cô gái, tiểu thơ hay là công chúa. Cái này là cái quần áo chị Hồng bình thường mặc, cho nên bữa nay mình sẽ làm street style, nhưng mà street style soft style. Hồi nãy giờ chụp hình không? Quên nói chuyện. À thì lúc mà mình đi chụp hình á thì mình phải giúp đỡ người mẫu đi tập đi. Xong rồi lúc mà mình chụp hết 30 phút á thì người mẫu nó sẽ relax, cho nên hình nó sẽ đẹp hơn. Cho nên hồi nãy thì chị Hồng chụp hình nó rất là khó, nhưng mà bây giờ chị Hồng biết kiểu đi, nhưng biết kiểu cười với lại nhìn thẳng á, cho nên bây giờ hình nó đã nổi hơn hồi nãy. Thì lúc mà mình muốn chụp hình đẹp thì mình phải đi mấy cái location đẹp. Thì mọi người coi cái location đây là có nhiều bông, có nhiều cây, xong rồi mình có thể đổi rất là nhiều outfit lúc mà mình chụp hình, tại vì nó có nhiều cái background mới. Cho nên nếu mọi người muốn chụp hình nhanh á thì một chụp hình nhanh với chụp hình nhiều cái outfit á thì phải kiếm một cái chỗ mà nó đẹp sẵn á, cho mình khỏi lái xe hay là đi scooter để kiếm nhiều location. Mình á thì xài cái này là Canon R, xong mình xài 85mm để cho cái portrait với lại cái background nó là bokeh. Mình không biết nói gì nữa, tại vì bây giờ mình đang concentrate chụp hình, cho nên một hồi mình sẽ bỏ voiceover nếu có chuyện gì. Ok, bây giờ chị Hồng đã biết cách đi cho nên chụp hình nó rất là dở, với lại bây giờ hình nó rất là đẹp, nó không với lại very natural style. Mọi người có thấy nó đẹp không? Mình thấy kết quả rất là đẹp luôn đó. Chị Hồng phân hay không chị Hồng? Cái gì? Chị Hồng có thích không? Thích cái gì? Thích máy hình không? Mình làm professional. Ôi, mình chụp hình rất hài lòng, rất là đẹp luôn. Rồi, chị Hồng phải viết Google review. Ok. Ok, vậy outfit này xong rồi. Ok. Ok, thì chị Hồng muốn. Mới ha. Yeah. Ok. Yeah, chị Hồng 3 tỷ tiền Việt Nam. 3 tỷ là bao nhiêu? 3 tỷ hả? 3 tỷ tiền Việt Nam á hả? Yeah. Tầm tới 100 mấy chục ngàn. Tiền 100 mấy chục ngàn. Ok. 1 triệu tiền Việt Nam. Cho xong chị Hạ cho ông đãi. Đãi, uống cà phê. Ăn hamburger. McDonald's. 10 đô. Dạ, yeah, xong rồi chị Hồng phải giống như người mẫu, không phải chuẩn bị đồ. Cái này là giỏ, xong rồi quần áo, xong rồi camera, nước lạnh cho người mẫu khỏi bị mệt. Xong rồi bữa nay thì hơn có nắng với lại không có nóng nhiều lắm. Còn bình thường á, nó nóng 20 độ thì đừng có đi chụp hình, tại lúc đó người ta sẽ bị xỉn. Tại đi chụp hình lâu quá người ta xỉu bây giờ, cho nên đi mấy cái ngày mà đừng có nóng quá. Xin lỗi nha mọi người, nhưng mà mình chụp hình nhiều quá mình quên bấm record, cho nên bữa nay chương trình đã kết thúc. Tại vì mình không có video gì nữa để bỏ vô. Mong mọi người thích coi mấy cái video kiểu chụp hình nha. Cái này là new concept, cho nên nếu mọi người thích thì bấm like and comment. Thank you for watching, see you again next time, bye.